awesome. Hôm nay nhóc con đi câu cá dã ngoại với nhóm hướng đạo sinh nha cả nhà. Không biết ảnh có câu được con cá nào hay không nữa nè. Hôm nay là ngày 6 tháng 2 2021. Dạ, bên đi câu ở Bene Vista nè. Oh, Vista Lake. How you feel, Ben? You feel happy? Okay, can you cast? Just cast it. Yeah, show me. No, I show you, right? Móc cái tay lên. Rồi, móc cái tay lên. No, quay ngược lại. Awesome. Who else wants to hold it? No. Take over. I like bugs. The scorpion bug. Candy. Or give it to me for bait. I think it's more fire. I think.